tiến hành học với các em. Chúng ta nghe cái âm thanh được mà. Dạ được. À, dạ được thì có một số bạn thì tắt cái mi đó thì chúng ta tắt cũng được, nhưng mà ta muốn tương tác thì ta bật cái mi của mình lên. Cách tới bên tay trái nó có cái hình mi đó, chúng ta bấm zone audio vào, zone micro vào nha. Mình học ở đây thì có một số bạn thì chúng ta đã được nói vào cái chỗ gì theo thiếu đi, thì không biết chúng ta có lên cái trang gì theo thiếu đi của thầy để vào học chưa, có coi cái nội dung của em trước chưa. Thì chúng ta đăng nhập bằng cái tài khoản mình á vào trong cái chỗ gì theo thiếu đi. Ta đăng nhập vào đây. Thì đăng nhập vào thì ta có thể tìm kiếm cái tên của thầy, cái này không gặp thì ta có thể gõ trực tiếp vào trên chỗ này. Còn nếu bạn nào đã có học một lần rồi thì chúng ta sẽ kết nối cũng rất dễ. Để có bài học chúng ta theo khóa sẵn á. À, chúng ta vào đây gõ, chúng ta tìm cái chỗ người dùng ha, bấm vào người dùng có tên, chúng ta nháy chuột vào email, nháy vào thì chúng ta thấy có các khóa học của thầy trên đây. Thì các em quan tâm khóa học là tinh học 8 học kỳ 2, thì cách học ở trên đây thì chúng ta học như thế này. Thứ nhất đó là chúng ta thầy sẽ gửi một cái bài lý thuyết trước. Bài đó có thể là một cái video hoặc một cái bài tập hoặc cái nội dung nào đó gửi trước, rồi đúng giờ của cái ngày thứ sáu vào 9:30 thì chúng ta sẽ kết nối để chúng ta học trực tuyến cái Zoom này. Chúng ta sẽ kết nối vào trong cái như bữa nay, như giờ này chúng ta đang kết nối nè. Rồi sau cái buổi kết nối này thì sẽ gửi cái video của cái bữa ngày hôm nay cho chúng ta để chúng ta có thể tiến hành học. Bạn nào mà không có dịp tham gia được cái buổi trực tuyến thì ta sẽ coi lại, coi cái video lại. Trong quá trình học thì do là chúng ta đang kết nối trực tuyến thì có thể là sử dụng cái micro để trao đổi, nên chúng ta sẽ kiếm cái chỗ nào mà hơi yên tĩnh một chút để ta sẽ trao đổi trực tiếp, tránh trường hợp chúng ta phát ngôn bừa bãi không vào cái lo ngáp lo ca lo chơi rồi đó ha. Sau đó để ý lại, thứ hai nữa cái tên đăng nhập của chúng ta đó cũng nên để tên vào cái lớp của mình để tiện theo cái này. Như vậy hôm nay nắm được cái quá trình học ha, thì các em có thể vào trước coi cái nội dung này nè. Ví dụ như chúng ta ngày hôm trước thì để cái bài đó là câu lệnh lập với số lần biết trước, câu lệnh lập với số lần trước. Trong này cái nội dung này là của một cái ông thầy ở Chỉnh Lộc, ông làm cái chỗ này thì chúng ta coi trên đó thì hầu hết thì toàn bộ nội dung đã được giải ở đây. Có bạn nào vào coi cái video đó sẽ có một bảng điểm từ 1 cho đến 20. Có bạn nào vào coi cái video này chưa? Em thì không có đi quen đúng một thầy ơi. Vậy à, có đi của em không được, nó nói đang trong thời gian bảo trì, vô bị nó hắt ra hoài. Ở đâu vào đâu vào việc theo có đi với thầy à, vô nó nói đang trong thời gian bảo trì, nó báo là sẽ thời gian bảo trì vào cuối tuần này hay gì lắm mà cũng được tùy quá. Dạ thầy đang kết nối được nè, thầy đang kết nối bình thường ở chỗ gì theo cứ đi. Ừ. Vui mà đứng ngang á. Rồi thôi, bạn nào mà kết nối không? Lại hỏi nó thì cũng biết không chụp ngang thôi gì nè. Rồi bạn nào mà ấy thì khi nào mà nó hết bảo trì thì chúng ta vào trong chỗ này ta coi lại cái nội dung video. Dạ. Thì trên đây nội dung toàn bộ chứa trên đây hết rồi. Bữa nay mình nhắc sơ lại. Có học. Đang học. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị gồm có cái sách giáo khoa tin học để coi lại.
rồi coi lại cái chỗ lặp với số lần phía trước. Để đây thầy nhắc sơ lại thôi. Về cái phần mà John vào trong này để bật được cái âm thanh lên, rồi nhiều bạn có cái kết nối vào không có nghe được gì hết á. Chúng ta chú ý là trong quá trình kết nối thì một á, là thầy John với ID của giáo viên, thì John một lần thôi, lần sau thì nháy chuột về mũi tên đây chọn thôi. Về tên học sinh thì chúng ta nên để tên mình với cái lớp để thầy cô biết. Cái thứ hai nữa là nhớ bật cái nút này sang phải để chúng ta có thể kết nối audio để nó nghe được âm thanh. À, đây là cái bài mà cái trước Tết thì chúng ta đã học rồi. Chúng ta chú ý là cái phân phối chương trình của chúng ta lại á, thì chúng ta đã học hai bài này rồi. Một đó là cấu trúc lặp, hai đó là lặp với số lần biết trước. À, và chúng ta sẽ tiếp tục ta học những cái bài còn lại. Rồi trong đây thì rất là gần với cái phần kiểm tra một tiết. Tuần này thì chúng ta chưa có kiểm tra 15 phút. Thì tuần sau á, chúng ta sẽ có cái nội dung gọi là kiểm tra 15 phút. Thì cái bài lặp với số lần chưa biết trước này, nó cũng đã nằm ở trên việc theo tiếu đi. Nên các em có thể là lên cho nó chúng ta coi lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào cái bài ha. Thì chơi tuần sau thì sẽ lên dạy xong này, sẽ cho một bài trắc nghiệm chúng ta thực hiện ở trên chỗ gì theo tiếu đi luôn, làm bài trắc nghiệm mà chúng ta lấy điểm luôn ngăn này nó có điểm. Rồi chừng nữa tới cái tiết mà ôn tập đây thì chúng ta sẽ khi nào vào học thì chúng ta sẽ kiểm tra một tiết luôn. À, nãy giờ này nói chúng ta nghe có được không? Dạ được. À rồi, đây có một số phần thì phải mắc cái âm thanh đó. Thì chúng ta khi nào mắc âm thanh thì chúng ta phản ánh lại biết. Rồi bây giờ thì nhắc lại, đây là cái bài hôm trước trước Tết ta học rồi, đó là lặp với số lần biết trước. Thì đối với lặp số lần biết trước này thì các cái hoạt động thì chúng ta đã biết, ví dụ như kim dây mà quay 60 vòng thì số lần lặp của nó sẽ là nhiêu? 60. Và đây là cái số lần đã biết trước. Ở trong nhà máy thì có tự động đóng nắm chai. Tự động thì nó cũng làm, nhưng mà số lần biết trước là không biết nhiêu. Đây là các cái hoạt động mà trước Tết mình có làm rồi. Về cái cấu trúc của cái lệnh lặp thì chúng ta sử dụng bằng lệnh là for do. For do ở đây cú pháp của nó thì chúng ta thấy rất rõ, for rồi tới biến đếm. Thì cái biến đếm này là do mình khai báo ở trên trước, mình thường nó là sử dụng biến y hoặc là biến z hoặc biến n nào đó. Giờ cú pháp của nó là thế, for biến đếm rồi hai chấm bằng giá trị đầu là một số tự nhiên, giá trị cuối cũng là một số tự nhiên ha. Ví dụ như từ 1 đến 100 hoặc là từ 3 đến 100, 3 đến 5 thì đây là những cái số tự nhiên, giá trị đầu, giá trị cuối. Và khi trong cái khoảng giá trị đó thì nó sẽ làm cái gì đó, thì sao từ do này, sao từ do chúng ta sẽ có câu lệnh. Và nhớ thì câu lệnh chúng ta sẽ có cái dấu chấm phẩy. Nếu như sao từ do này mà nó lại có nhiều câu lệnh thì chúng ta lại thêm cái chỗ begin end nữa, nói rõ là chỗ này. Cái ví dụ một, ví dụ thầy muốn in ra 20 cái ngôi sao trên màn hình thì cú pháp của cái lệnh này là như thế nào? Lệnh for. Rồi biến đếm là biến gì? Y là cái gì? Y là biến đếm. Y gọi là biến đếm. Số 1. Số 1 gọi là gì? 20 gọi là gì? Giá trị đầu. Giá trị đầu. 20 giá trị cuối. Giá trị cuối. Là nhớ hai số này thì không có lẻ được, số tự nhiên nha. Rồi. Còn cái lệnh right, hai số sau. Là cái gì? Câu lệnh. Sao cái từ do này chính là câu câu lệnh. Được chưa? Tự nhiên nhỏ 100 bắp cải thì ở đây là từ gì, là từ 1 đến mấy chỗ này? Đến mấy thì nó sẽ thực hiện nhỏ 100. 100. À, 100. Được chưa? Ví dụ như do gặp tiếng Z là một cái bắt đầu thực hiện cái lệnh là tiến một bước và thực hiện lệnh thứ Z, và lúc này Z chính là số 1.
cây tơ gì nó lên 2. Gì lên 2, lên 2 thì lúc này nó thực hiện được cái cộng nền. Gì lên 2 là thực hiện tiến một bước nhỏ cửa cải thứ hai. Ở đây chúng ta thấy là cái chữ gì này nó là một biến nên nó sẽ chạy, và nó chạy là từ 1 cho đến 100. Bài này trước Tết cũng đã làm. Giờ theo mấy em thì điền cái chỗ này là số mấy vào được. Nhổ củ cải thứ N. N này do người dùng nhập vào. Ví dụ như người dùng nhập vào bên đây là 5 thì nó sẽ bắt đầu nhổ củ cải thứ 5. Vậy là theo mấy em chỗ này cải là gì được? Từ 1 đến mấy? N. Chỗ này ta không có sử dụng số 5 nữa, mà là do là N củ cải nên là sẽ là từ 1 đến N. Còn cái N là bao nhiêu đó sẽ do người dùng nhập vào. Ví dụ người dùng nhập vào là 5 thì chỗ này nó sẽ hiểu là từ 1 đến 5. Người dùng nhập vào là 10 thì nó sẽ hiểu là từ 1 đến 10. Được chưa? Vậy đó là về cái cách để mà chúng ta xác định cái biến đầu biến cuối này, được chưa? Rồi vậy ở đây sẽ đẩy lại chỗ này là gì? K của cái chữ N. Chữ K hay chữ N? Chữ K. Chữ K. Chỗ này mình sẽ đẩy chữ K đó, đúng không? Tại vì ở đây là K là 1 thì xuống đây nó là 1 nè. Bắt đầu K là 2 thì xuống đây là 2. Bây giờ để nó theo dần dần. Và đến khi nào mà K nó bằng với N thôi nha. Dù N nó nhập cho 10 thì lúc này K bằng 10 thì xuống đây sẽ là 10. Rồi bây giờ thỏ bỏ con heo là bỏ 1 cho đến 10. Dù ngày 1 thỏ bỏ 1 đồng, ngày 2 thỏ bỏ 2 đồng, đến ngày thứ 10 là bỏ 10 đồng. Vậy hỏi tổng của cái số tiền mà thỏ con bỏ được là nhiêu? Vậy là đầu tiên trên ta sẽ gán cho cái tổng số tiền này là 0. Vậy là theo mấy em này thì trống thứ nhất này là gì? 0. 1, 1, 1. Không có 0 nha, bắt đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu. 0 chữ nha. Rồi 1. Đến mấy? Đến 10. Đến 10. 1 đến 10 thì làm cái chuyện gì? Đầu tiên là tổng nó bằng 0. Phải không? Vậy cái số tiền tổng này nó sẽ bằng cái gì, nó sẽ tính được? Ớt gán cho ớt cộng y. Lúc này ớt chúng ta sẽ gán cho ớt cộng y. Lý do tại sao ớt sẽ gán cho ớt cộng y? Lúc này sẽ làm ví dụ như y đầu tiên là bằng 1. Y đầu tiên là bằng 1. Thì lúc này nó sẽ được cái tổng sẽ tính theo này nè. Tổng sẽ bằng cái tổng cộng cho y. Có nghĩa là bằng cái số 0 ở trên đây nè. Số 0 này cộng cho y là cộng cho 1. Vậy là đối với y bằng 1 thì ta sẽ được tổng sẽ bằng 1. Đầu y bằng 2. Y bằng 2 thì nó lại lấy tổng cộng cho y. Có nghĩa là lấy 1 cộng cho 2. Là cái biểu thức này thấy vậy chứ chúng ta nhiều bạn là không có nắm được cái biểu thức này đâu. Nha. Chúng ta thì nói rõ cái chỗ biểu thức này một xíu để chúng ta hiểu ha. Đây, giờ này vẽ như này chút. Vậy khi nó bằng 1 thì sao? Khi nó bằng 1, y bằng 1 nha. Y bằng 1 thì lúc này nó sẽ bằng cái tổng sẽ bằng này. Bằng 0 cộng 1. Đúng không? Cái tới y bằng mấy? Bằng 2. Bằng 2 thì cái tổng sẽ bằng cái gì? 1 cộng 2. Sẽ bằng cái tổng ở trên đây nè. Mà cái tổng trên đây thì nó lại bằng 1 rồi, 0 cộng 1 cái 1. Đúng không? Rồi, nó sẽ bằng ở trên, đó là bằng 1 cộng cho mấy? 1 cộng 2. 2. Dạ. Rồi. Tới y bằng 3. Y bằng 3 thì lúc này cái tổng nó sẽ bằng nè. Bằng 3, cái tổng 3, ở trên, tổng 3. Ở trên tức là 1 cộng 2. Tổng ở trên là 1 cộng 2. Được chưa? Rồi. Sau đó chỗ này nó mới cộng thêm 3. Cộng thêm y. Trước này là 3. Và dần dần như thế thì nó sẽ tới số 10. Thì cái biểu thức này chúng ta phải nắm cho kỹ. Được chưa? Rồi khi nữa các em
lên lớp 11 các em học lại bát chai, các em đặt lại cái câu lệnh dặn này rất là nhiều. Chúng ta lúc này chúng ta không nhớ thì khó. Rồi, về cái phần trải nghiệm này, cái phần này bữa trước chúng ta làm rồi thôi, chỗ này bỏ đi ha. Về cái phần mà vẽ cái sơ đồ ha, bữa trước cũng có làm. Về cái thứ tự thì, viết cái câu lệnh á, thì đối với câu lệnh này phải sắp xếp for y hai chấm từ 1 cho đến n thì do câu lệnh. Vậy bây giờ mình thử mình ghép cái này ra đây, mình ghép số 1 thì người ta ghép với C bên này, mình ghép hai cái máy được. Hai với A. Dạ. In ra từ 1 cho đến 10. Dạ. Rồi, 3 ghép với mấy được? 3 với B. 3. Rồi, cái biến CH nè. Lúc này cái biến này ta đặt tên là CH. À, biến này là chạy từ chữ A đến chữ Z. Thì sẽ làm là in ra cái CH. Thì nó sẽ in ra đầu tiên CH bằng A. A thì nó in ra A. Tương tự nha. Rồi, số 4. Bốn đề. Số 5. 5F. 5 hiện ra sẽ thấy là nó gắn thêm cái câu lệnh mà không phải câu lệnh thường, mà lại gắn thêm cái câu lệnh là nó có cái câu lệnh điều kiện. Thấy không? Lệnh if ở đây. Vậy đầu tiên trên nó là 1. 1 thì chưa chắc nó thực hiện câu lệnh nha. Vậy là do đây là 1 nè, cái nó mới thêm điều kiện. Nếu như mà mod cho 2 á, mod cho 2, mod là gì? Chia lấy phần gì? Chia lấy phần nguyên. Chia lấy phần nguyên hay phần dư? Phần dư. À, mod sẽ là chia lấy phần dư. Được chưa? Còn die thì chia lấy phần nguyên. Thì ở đây là dư, nếu mà dư là 1 thì mới in ra. Còn nếu mà dư là 0 hay là 2, 3, 4 gì đó thì có in không? Sẽ không thực hiện cái lệnh đằng sau này. À, vậy là do đây là 1 thì nó sẽ in ra được 1 rồi. Ừ. Bằng 2 thì dư 0 rồi. Dư 0 nên chỗ này nó không in. Đấy à, không thực hiện lệnh này. Tới bằng 3 thì lại in ra. Vậy nó sẽ xuất hiện ra là những số lẻ từ 1 đến n. Yeah. Rồi, còn cái cuối cùng. Cuối cùng thì nãy giờ anh tính tổng cái câu lệnh này thấy quen thuộc rồi đó. Tính tổng từ 1. Hồi nãy là chỉ từ 1 đến 10 thôi. Còn cái lệnh này là người ta cho chạy là từ 1 đến n luôn. Do cái số n mình sẽ nhập vào. Bây giờ mình coi các cái câu lệnh này gây cho nó sai ở chỗ nào. Ta tìm, dịch lá tìm sâu. Câu bê thiếu hay vậy thầy ơi? Câu bê thiếu cái gì? Thiếu từ đu. Câu bê thiếu từ đu rồi. Không? Rồi. Câu C. Câu C sai số 6 với số 1. Phải chắc chị đầu với chị tí không? Đó là sai cái này. Câu D. Sai số 2. Chữ Y thiếu dấu 2 chấm. Chữ Y thiếu 2 chấm. Rồi nó bắt đầu từ đâu thì không sao. Có thể bắt đầu từ 2 vẫn được. Không, chứ không phải là bắt đầu từ 1 không. Đây, câu E. Câu E số 10.5. 10.5 nè, lẻ. Không, mình là học giá trị đầu giá trị cuối là phải chặn. Rồi, câu F. Chữ đu ở chính giữa 2 số 5. Thì chữ đu chính giữa của 2 số 5 rồi. Nó lại có chữ đu ở giữa 2 số 5. Không. Vậy là chỗ đó phải sửa thành cái gì mới được? Tu. Sửa thành chữ tu. Không? Chữ tu nha. Cái này sửa thành chữ tu là được. Thì từ 5 đến 5 được không?
theo mấy em không được à, từ 5 đến 5 thì chỗ này nó có cần lệnh lập không? Không, 5 đến 5 có một lần không, đâu phải là dạng lập đâu. Được chưa? Vậy cái câu này thì chúng ta dạng cú pháp này chúng ta cũng không cần sử dụng ha. Đây đâu mình thử mình sắp xếp coi coi cái dòng thứ nhất là mình đã chọn là D rồi. Dòng thứ 2, 3, 4, 5, 6 mình chọn cái đáp án nào gắn vào để chúng ta có được nguyên một cái dạng lệnh. 2A. Nếu vào cái dòng đầu tiên ở trên đây begin này gặp begin nữa thấy ổn không? Không. 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 Thì đối với cái bài này nè, tao phải hiểu có cái bài này là cái gì. Cái bài này là một bạn sẽ nhập tên của bạn nó vô. Có nghĩa là xuất hiện cái tên rồi nhập vô một cái. Được chưa? Rồi nhập tên xong thì bạn này sẽ lặp lại là 20 lần. 20 lần cái câu là chào bạn. Yeah. Chào bạn tên gì đó. Vậy câu đầu tiên thì mấy em là ghép với ai được? Là F. Thêm là F. À. F không? F là để lấy được dữ liệu. Đây F. Nhập tên của bạn. Đó là yêu cầu người dùng nhập tên vô đó. Thứ ba là bơi. Số 2. Ổng bình ghê bệnh á. Rồi nhập tên của bạn đúng không? Rồi tiếp. Rồi sau đó là B. Là tới gì? Tới C. Đó, E. 6 là E. Đó là E. Rồi đúng rồi ha. Vậy là sau cái từ do này thì begin end chính là giúp cho chúng ta thực hiện nhiều cái dòng lệnh lặp ở chỗ này ha. Nãy quên cái chỗ mà một nó đã kết nối với D rồi, được chưa? Rồi vậy là đó là về cái phần kết nối. Rồi bây giờ mình coi lại cái bài này thì nó sai ở chỗ nào. Mình bỏ qua cái nội dung này đi. À, đó là nhắc lại cái kiến thức của trước Tết mình đã học cái nội dung này. Giờ bữa nay mình sẽ tìm hiểu về cái bài thực hành số 3. Sách giáo khoa thì chúng ta lật cái sách có cái bài thực hành số 3 đó. Chỉ cần anh lật for do. Thì đầu tiên đó là chúng ta sử dụng lệnh for để viết chương trình in ra 50 dấu sao. Nãy thì chúng ta viết chương trình in ra 10 dấu sao được đúng không? Dạ là 50 dấu sao. Xác định bài toán input là gì? Input là đầu vào. Input là đầu vào, ở đây đầu vào là gì? Không có. Bạn nào đó đang tắt tiếng cái mic bên kia đi. Nhà có gì. Rồi. Input chính là đầu, đầu vào mà đầu vào đây đấu chó gì đâu. Tự động in ra 20 thôi nên chỗ này không có. Còn output sẽ in ra màn hình là 50 cái dấu sao. Không. Thì chúng ta viết phần khai báo. Thì phần khai báo thì ta sẽ viết cái gì? Thì ở đây là phần khai báo là chúng ta chỉ có cái biến chạy thôi. Biến chạy để ở đây ta khai báo cái biến gì chẳng hạn, có em thì khai báo biến y, có em khai báo biến n thì vẫn được nha, để chúng ta cho g chạy từ 1 đến n, được chưa? Rồi
Vậy là đây ở phần khai báo. Khai báo. Còn đây câu lệnh nè. Câu lệnh này có đúng không? Coi câu lệnh có đúng không? Ghi từ 1 đến 50 thì in ra dấu sao. Đúng không em? Đúng. Đúng không? Ừ. Dạ đúng. Từ 1 đến 50 thì in ra dấu sao. Bây giờ này muốn là mỗi dấu sao nó xuống dòng luôn thì sửa ở chỗ nào nó sẽ xuống dòng được? Chỗ right. À, right thì sửa lại thành gì? Right lên. À, nếu như muốn xuống dòng á, có nghĩa là bây giờ nó in ra là dấu ngang không à. Giờ chúng ta muốn xuống dòng thì chúng ta sẽ sửa lại. Bây giờ thầy muốn là mỗi dấu sao nó cách nhau một khoảng cách. Thì sửa chỗ nào? Mỗi dấu sao cái nó cách qua cách nhau một cái ký tự. Thì sửa chỗ nào được? Có nghĩa là dấu sao này nó dính chùm với nhau này. Cái trời, bây giờ muốn là dấu sao cái tới khoảng trắng. Cái tới dấu sao cái tới khoảng trắng. Nếu em sửa chỗ nào được? Gợi ý là sửa trong cái lệnh rai thôi. Sửa chỗ nào được? Chúng ta sửa trong lệnh rai nè. Sửa dấu sao rồi. Dấu sao rồi gửi gì chỗ này nữa? Khoảng trắng. À, dấu sao khoảng trắng. Thấy không? G là một cái vô đây nó dấu sao khoảng trắng, cái G là hai cái nó dấu sao khoảng trắng, cái tự động cái nó có khoảng trắng khoảng trắng cách đó. Được chưa? Đơn giản nha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta điền vào cái chỗ trống để mà chúng ta hoàn thiện cái chương trình này. Thì in ra dấu sao là 50 dấu sao. Đầu tiên là program sao 1. À, ở đây khai báo user là thư viện CRT màn hình. Rồi 3 khai báo gì ở đây? Khai báo biến. Khai báo biến, khai báo làm sao? Nãy mình có khai báo rồi. Và G 2 chấm integer. À, G 2 chấm integer, không? Begin liren là gì? Cái lệnh liren này là gì? Xóa màn hình. Ở lệnh này mình đã sử dụng ha. Thường là khai báo CRT là xuống đây là thông thường mình sẽ xóa luôn cái màn hình để cho nó sạch. Chứ không thôi là mấy chương trình trước đang chạy đầy lên đó. Rồi. Cái dòng này là lệnh gì? For. Chính là lệnh for mà nãy mình đã làm đó, không? For G từ 1 cho đến 50 để nó in ra cái dấu sao. Riley này dùng để làm cái gì? In. Riley. Thì dùng để xuống hàng. À, dùng để xuống hàng đó, phải không? Để Riley ở đây cái chữ Riley này là nó cũng không có cần thiết, thấy chưa? Rồi, có lẽ cái dòng số 7 này là cũng không cần. À, có cái làm Riley nè, Riley thì chúng ta phải cho dừng chương trình lại. Không dừng thì khi chạy chương trình nó bật lên cái tắt luôn, nha. Rồi. Sau khi viết chương trình này, bây giờ viết chương trình in ra hình 10 dòng thì mỗi dòng có 50 dấu sao. Thì theo mấy em thì mình sẽ viết chương trình nó như thế nào? Vậy mình xác định bài toán ngay, input là gì? Có cho cái gì vào trong cái bài cái chương trình này không? Có cần không? Dạ không. À, không có cho gì chứ. Đúng không? Vậy cái này chúng ta không có. Output là gì? Đầu ra. Output chính là in ra cái 10 dòng. In ra. Không, in ra 10 dòng. In ra nha. Kiểu hình giống gì? Bây giờ mỗi dòng này có 50 dấu sao. Đấy, thì chúng ta coi cái dòng này chúng ta sẽ khai báo. Thì ở đây chắc là khai báo biến thì cũng giống như thằng bên kia. Không? Nhưng nó lại có thêm một biến nữa. Thì cái biến này dùng để làm gì? Thì biến này chính là dùng để cho nó thêm một cái dòng lặp. Dòng lặp, không? Nguyên cái khúc này thì in ra được 50 dấu sao. Vậy là in 10 lần thì nó phải lặp lại 10 lần khác. Nên chỗ này chính là cái dòng lặp là từ 1 cho đến 10. Nha.
đó chỗ này là cái dòng lặp là từ 1 đến 10 và lặp 10 lần của cái diện mà in ra 50 dấu sao ở dưới này. Đó chỗ này là cái dòng lặp đầu tiên, là dòng lặp 1. Đây. Cái làm ra đi này chủ yếu là để xuống dòng thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta gắn vào có begin và có end thì nó tự động xuống dòng, nhưng chỗ này chúng ta hợp nhất ở chỗ nào sẽ hợp lý hơn. Đây. Vậy chỗ này chúng ta chú ý nè. Thằng này tại sao gắn cái lệnh Riley vô? Khi mà in ra xong 50 dấu sao á thì nó mới xuống dòng cái lệnh này. Được chưa? Do đó là thằng này nó có hai lệnh. Còn nếu mà chúng ta để Riley không, chỉ anh lệnh ở đây không, không có sử dụng lệnh này thì nó sẽ dấu sao ở trên với dấu sao ở dưới đầy hết. Nó không có đúng với cái đề bài chỗ này. Đề bài này là sau khi in ra 50 dấu sao nè, cái này là 50 dấu sao. Rồi nó xuống dòng, lệnh này giúp chúng ta xuống dòng. Được chưa? Còn cái dòng ở ngoài là for này thì nó sẽ chạy là 10 dòng. 10 dòng lặp thì nó sẽ được 10 cái hàng của 50 dấu sao nha. Thì cái này nó hơi lu bu một chút. Chúng ta hiểu chỗ này dòng lặp này nó đang có hai dòng, hai dòng lặp. À, chỗ này là chỉ là cái phần ghi chú đó nha, này nó không có cần rõ vào cái chỗ này, ghi chú thôi khi chạy trình đó nha. Tính số bút cần mua bài này ở trong sách, nội dung của nó chúng ta bỏ qua này đi ha. Là chúng ta câu 5, dựa vào sơ đồ khối để trả lời các câu hỏi và hoàn thiện chương trình. Nè, mở sách ra ngay chỗ câu 5 này, ta hỏi cái gì trong đó. Các bạn nào có chuẩn bị sách đó không? Dạ có. À, mở ra đọc thử đi, đọc cái câu hỏi nha. Câu 5 A, em hãy dựa vào sơ đồ khối để trả lời các câu hỏi và hoàn thiện chương trình. 1. Thực toán có cấu trúc lập hay không? 2. Dấu hiệu nhận biết các cấu trúc lập là gì? 3. Hoạt động chính khi giải bài toán này là tính. 4. Đây là bài toán lập với số lần. Phiêu mới đọc ở trang mấy vậy Phiêu? 41. Dạ trang 41. Rồi bây giờ mình trả lời từng câu một nha. Dựa vào cái sơ đồ thì chúng ta thực toán này có lập không? Dạ có. À, có, không? Nó lập cái khúc mà cái dòng y này nó chạy, không? Rồi. Bây giờ người ta nhìn ở chỗ nào mà ta biết nó lập? Nhìn cái dấu đảo ngược lên trên lận. À, cái dòng này nè, nó có một cái dòng, không? Cái dòng này người ta gọi đây là cái dòng lập. Dạ. Nó đi một dòng như này, được chưa? Chính khi giải bài toán này là tính cái gì? Ở đây chúng ta tính ra được cái gì ở chỗ này? Hoạt động chính của nó nằm đâu? Chúng ta nhìn vô sơ đồ đấy, coi hoạt động chính là nằm đâu? Nằm ở y cộng 1 dán cho y. Nằm ở thằng này, không?
Còn cái chuyện mà y cộng một gán cho y đó là để cho giá trị y nó sẽ tăng dần, làm một cái điều kiện, điều kiện cho y nhỏ hơn bằng n thôi. Còn hoạt động chính của nó chính là tính được cái tổng nha. Đây. Đây là lập với số lần biết trước hay không biết trước? Không biết trước. Không biết trước. Không biết trước. Biết trước không? Không. Giá trị n mình biết không? Không. Giá trị không? Người ta nhập vô, nhà sau khi người ta nhập vô là mình biết đó. Nha. Vậy là chỗ này nhà, dạng này dẫn là lặp với số lần biết trước, nha. Nó quay vòng bao nhiêu là do giá trị n này quyết định. N này người ta nhập vô nhiêu thì nó sẽ biết trước, nha. Vậy chỗ này cái cấu trúc lệnh của nó sẽ như thế này. Là hỏi số lượng nhập vô là bao nhiêu thì nó sẽ đưa vô cái biến n. Đầu tiên sẽ cho biến s này nó bằng 0, giá trị tổng này bằng 0. Thì cái cú pháp y chỗ này theo mấy em thì chúng ta sẽ viết lại là từ 1 đến n ha. Thì chúng ta thực hiện cái câu lệnh này. Thì ở đây là dạng cũng là lặp với số lần trước ha. Chạy chương trình thì sau khi chúng ta có chương trình thì chúng ta sẽ chạy. Chạy chương trình để kiểm tra lại thôi. Chúng ta qua cái câu 6. Câu 6 này chúng ta thử chúng ta điền vào cái chỗ trống và chúng ta mở sách ra ở trang 42 đó. Thì chúng ta sẽ có cái phần gợi ý. Mình coi phần gợi ý cho coi mình điền cái gì vào chỗ này được. Chúng ta coi dòng sách 2 phút nha, để ra kết nối nha. Gì? Chỗ trống đầu tiên chúng ta điện gì vậy? Điện gì được theo cái gợi ý ở trong sách đó. Điểm 2 chấm gì? Điểm 2 chấm bằng 0. Vậy thì cho cái biến điểm này là đầu tiên sẽ bằng 0, đúng không? Cái lo vào là cho cái thải chạy nó bằng 0. Vậy bây giờ từ y cho đến n để thực hiện sao? Y mod 5 bằng 0. Tại sao chỗ này chúng ta phải điền y mod 5 bằng 0? Thì phải đọc kỹ được cái câu hỏi trên người ta mới biết chỗ này tại sao mà y mod 5 bằng 0. Thì trong cuộc thi Thái Hoa học tập thì những câu hỏi ở vị trí mà chia hết cho 5, ví dụ như câu 5, câu 10, câu 15 sẽ thêm có cái câu hỏi phụ. Do đó chỗ này đó nó sẽ thêm cái điều kiện. Ha. Và điều kiện đó chính là cái số câu hỏi nó phải chia hết cho 5. Được chưa? Rồi. Thì sẽ thực hiện là cho cái biến điểm tăng thêm 1. Được chưa? Có nghĩa là có thêm một câu hỏi. Biến điểm này ta hiểu là có thêm một câu hỏi. Được chưa? Đây,
Rồi sau đó chúng ta sẽ in ra được cái số số câu hỏi, số phần thưởng. Rồi. Vậy là mình trả lời được cái số lượng phần thưởng ở đây ha. Giờ chúng ta qua cái phần gọi là kiểm tra cái số nguyên tố. Kiểm tra số nguyên tố là số nguyên tố là sao? Là người ta sẽ cho chúng ta một con số. Cái người ta hỏi số đó là số nguyên tố không? Mà ở lớp 6 chúng ta học về định nghĩa số nguyên tố là số làm sao? Các bạn này nhớ không? Là số chỉ chia hết cho 1 và 9 nó. À, số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và 9 nó. Phải không? Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và 9 nó thôi. Nên chúng ta gọi đó là số nguyên tố. Ví dụ như số 3. Số 3 chỉ chia 1 với 3. Nó chỉ có hai cái số đó nên nó gọi là số nguyên tố. Số 2 cũng gì? Phải không? Số 2 chỉ chia hết cho 1 với 2 thôi. À, số 4 có phải là số nguyên tố không? Dạ không. Không, tại sao? Để nó chia hết cho 1, 2 với 4 luôn. À, 1, 2 với 4. Vậy nó không phải là số nguyên tố, nó là hợp số. Phải gọi nó là hợp số. Được chưa? Vậy thì muốn biết nó là số nguyên tố không thì đầu tiên phải đưa cho em cái gì em mới biết. Mới biết cái con số đó là số nguyên tố không? Có phải là đưa chúng ta con số không? À, ở đây vậy input đầu vào chính là một con số nào đó. Ha, số n. Có thể ta ghi biến số này. Đây, đây ta sử dụng biến n. Còn output ra là gì? Em output ra là gì chỗ này? Là số n là số nguyên tố. À, nó có phải là số nguyên tố không chứ không phải lúc nào cũng kết luận nó là số nguyên tố ha. À, xác định ra đây. N là số nguyên tố hoặc là n không phải là số nguyên tố. Mình ra một cái thông báo nha. À, vậy mình đã có cái xác định bài toán. Vậy là làm sao mình biết n có phải là số nguyên tố không? Bây giờ giả sử như vậy là chúng ta phải chia đúng không? Lấy cái n đó đem chia từ 1 cho đến mấy? N từ 1 cho đến 100. Từ 1 cho đến từ 1 cho tới n. Chỉ tới n thôi. Ví dụ như nhập vô số 5 thì chỉ cần chia từ 1 đến 5. Được chưa? Còn nhập vô số 10 cái nó chia từ 1 cho đến 10. Ha. Vậy chỗ này chúng ta sẽ đem chia. Bây giờ theo mấy em nữa chúng ta chia lấy phần nguyên hay là chia lấy phần dư? Chia lấy phần nguyên. Chia lấy phần nguyên hay là chia lấy phần dư? Để chúng ta biết. Em chia lấy phần dư. Chia lấy phần dư, phải không? Chia lấy phần dư đến chi? Để biết nó chia hết không? Còn chúng ta không có lấy rồi, coi nó chia là được bao nhiêu lần nữa, chúng ta không có lấy cái chỗ mà chia lấy phần nguyên. Vậy là ta chỉ ăn đối bài này, ta chỉ chia lấy phần dư thôi. Phải không? Và điều kiện thì chia lấy phần dư nó bằng mấy? Để chia bằng không, được chưa? Rồi. Thì đó là chúng ta có cái thực toán. À, vậy là chúng ta sẽ có một cái chương trình cụ thể như thế này. Đó là số nguyên tố. Dạ đây có hai biến. Biến y là cái biến chạy. Biến n. Biến n chính là cái số mà người ta nhập vào. Được chưa? Rồi. Giờ cái lệnh của chúng ta thì nhập số nguyên bất kỳ. Viết liền. Chỗ này điện gì? Những cái gì người ta nhập vô ta đưa vô đâu? Đưa vô biến gì? Mấy cái số đưa vô biến n. À, chúng ta đưa vô biến n. Được chưa? Rồi. Và ở đây chúng ta gàn thêm một cái điều kiện, đó là nếu mà n mà nhỏ hơn 2 thì chúng ta kết luận đây không phải là số nguyên tố liền luôn. Dù nhỏ hơn 2 là 1, là 0, là âm ha, 1, 0 thôi. Cái này ta khai báo trên đây integer nên chúng ta chỉ có là xài số tự nhiên thôi. Rồi, nếu là 1 là 0 thì chúng ta xuất hiện liền câu là không phải là số nguyên tố. Còn ngược lại là nó từ 2 đảo lên thì bắt đầu nó sẽ thực hiện các
cái nhóm lệnh chỗ beginning. Thấy chưa? Và sẽ cho y này nó chạy từ 2 cho đến đâu? Cho đến giá trị n ta nhập vô. Ha. Nếu n làm cái gì với y mà bằng 0 thì kiểu này nó sẽ ngưng cái này. Chia gì? Cái này chia gì? Chia lấy bằng gì chỗ này mà nó bằng 0 sẽ ngưng liền. Chia lấy phần nguyên. Phần dư. Hiểu chỗ này nè, ví dụ như vô là 2, cái số đó chia cho 2. Chia cho 2 mà dư 0. Dư 0 là chia hết. Phải không? Nó chia hết vậy là ngoài cái ví dụ như thầy nhập cho số 5 đi. Số 5 này nó chạy như vậy. Rồi bây giờ người ta nhập vô chỗ này là số 5 nữa hả? Thấy không? Cái số này nó chạy từ 2 nè. Thấy không? Cái nó lấy 5 nó chia 2. 6 thì số 6 thì cho chẵn nè, nó chia 2 gặp liền. Rồi vô đây cái số 2 cái lấy 5, 6 chia 2. 6 chia 2 dư mấy? 6 mod 2 dư mấy? Dư 0. À, 6 mà mod 2 nó sẽ bằng mấy liền? Kết quả nó sẽ ra bằng bằng 0 liền. Bằng 0. Mà khi nó bằng 0 vậy thì nó đã chia hết cho 2 rồi. Vậy nó chia hết cho 2 xuất hiện ra luôn cái câu là gì? Nó không phải là số nguyên tố liền luôn. Nào, nâng lại chỗ này liền. Ha. À, do đó chỗ này ta để ý nha. Cái dòng lệnh này chủ yếu là kiểm tra okay, là từ 2 cho đến n đó, nó có chia hết không? Nếu nó chia hết là ngưng luôn. Rồi sau đó là xuất hiện ra luôn cái câu là n không phải là số nguyên tố. Còn nếu mà từ 2 này nó khác, và khi nó đến là khi y mà nó bằng n rồi đó, tôi để xong để cho đừng có vẽ, cũng vẽ đây. Vậy là khi mà đến 2 mà bằng n, y mà bằng đến n rồi đó, thì lúc này nó sẽ xuất hiện ra câu là số nguyên tố. Bây giờ mình sẽ chạy tay cái chương trình này để thử để chúng ta hiểu rõ hơn cái nội dung này. Nội dung này hơi khó chúng ta chút nha. Rồi giờ sẽ chạy tay đầu tiên, ví dụ như thầy cho giá trị là 5 đi, anh này thầy nhập vô là số 5. Đây vậy chỗ này số 5 này nó vô điều kiện này nó có bị gì không hả? 5 có nhỏ hơn 2 không? Dạ không. Không. Không vậy nó không có làm này. Thấy không? Mà nó thực hiện một đống lệnh như thế này nè. Một đống lệnh như thế này. Rồi bắt đầu nó thực hiện cái dòng lệnh này. Được chưa? Để chạy từ 2 cho đến mấy chỗ này? 2 đến 5. Đúng không? Rồi bây giờ nó sẽ bắt đầu chạy. Chạy 2 trước. Chạy 2 nó thực hiện lệnh sau. Nó vô nó coi cái điều kiện này coi có thỏ không? 5 chia 2. Nó vô coi 5 chia 2. Có dư bằng 0 không? Nha không. Không, dư là 1. Dư là 1, chuyện nó có ngưng không? Nó không ngưng. Nha không. Thấy không? Rồi nó mới xuống cái dòng dưới đây nè. Thấy à? Nó xuống dòng này. Nó gặp cái điều kiện y là bằng n gì? Chỗ này chưa luôn. Chưa luôn, nó tiếp tục lên, nó tới thực hiện tới cái số 3. Thấy không? Y bằng 3. Y bằng 3 cái nó cũng lấy 5 chia 3. 5 chia 3. Rồi. Có dư bằng 0 không? Cũng không dư bằng 0. Nên tiếp tục, nó thực hiện tiếp. Và tới số 3 thì 3 cũng chưa bằng với n. Vậy tới số 4. Rồi, 5 chia 4. 5 chia 4. Cũng dư 1, cũng không dư bằng 0. Nên tiếp tục nó thực hiện tới số 5. 5 chia 5. Thấy không? 5, thì 5 chia 5 thì bằng 0, đúng rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp tới số 5,
tới số 5 thì chúng ta thấy rằng là lúc này 5 bằng 5 mình. Nên nó in ra luôn cái câu gì? Câu gì chỗ này? 5 sẽ là số nguyên tố. Được chưa? Rồi. Bây giờ thì lấy một cái ví dụ khác, ví dụ như số 4. Thì nhập vô anh là số 4. Vậy nó thực hiện sao chỗ này? Số 4 có lớn, có nhỏ 2 không? Không có nhỏ 2. Không, do đó là nó sẽ thực hiện cái lệnh dưới này. Rồi, giờ đầu tiên hết trơn là y sẽ bằng 2. Y bằng 2 nó thực hiện lệnh sao? Nó lấy 4 chia 2. Có dư không? Không. À, lúc này 4 chia 2 dư. Không, dư nên nó sẽ sao? Nó sẽ thực hiện cái lệnh dư 0, 4 chia 2 dư 0, không? Dư 0 nên nó sẽ sao? Ngưng chỗ này lại. Được chưa? Và nó xuất hiện ra luôn một cái câu thông báo là gì? Số 4 chính là số nguyên tố. Được chưa? Vậy chỗ này ta hiểu cái này. Ví dụ như thầy nhập số khác, số 9 nha. Số 9. Nhập vô số 9 thì 9 nó cái chỗ nhỏ hơn 2 là nó không làm rồi. Nó xuống này. Ha. Rồi, y sẽ là 2. 2 thì nó lấy 9 chia 2. 9 chia 2 dư mấy? Dư 1, nó không có hết. Nó không hết thì tiếp tục nó làm nữa. Tới số 3. 9 chia mấy? 9 chia 3 dư mấy? Dư 0. 9 chia 3 là dư 0. 9 chia 3 là nó hết. Nên nó là dư 0. Thấy không? Khi nó gặp cái chỗ mà dư mà bằng 0 này nè là nó ngưng chương trình liền. Được chưa? Ngưng chương trình và nó in ra cái câu là số 9 không phải là số nguyên tố. Nó kiểm tra như thế. Thấy không? Đây. Giờ thì lấy cái con số nó dụ số 11 đi. Giờ thì lấy con số 11. Số 11 thì vô đây kiểm tra, cái này hơi dài ha, kiểm tra. À, đầu tiên kiểm tra bằng 2, lấy 11 chia mấy? Chia 2. 11 chia 2 thì dư. Dư 1. Phải không? Vậy nó tiếp tục chia nữa không? Chia nữa tới y bằng 3. Bằng 3 thì nó lấy 11 chia 3 cũng dư. Và dăng cho đến là tới 11 thôi. Và đặc biệt lúc này 11 thì giá trị y này lại bằng với n nên nó in ra luôn là số nguyên tố. 11 là số nguyên tố. Được chưa? Vậy chỗ này còn rất là nhiều ha. Này còn rất là nhiều. Chờ ở giữa của nó. Đó, nó chia dài lên như thế. Như vậy thì đối với cái lệnh này thì nó hơi khó một cái là nó chạy một cái dòng để kiểm tra và lúc này tích hợp luôn với cái phần chia lấy phần nguyên, chia lấy phần dư để xác định có phải là số nguyên tố không. Thì chương trình này thì chúng ta nữa ta bổ sung, ta ghi lại để làm cái tư liệu cho mình nữa. Trong các cái phần kiểm tra một tiết thì có sẽ cho chúng ta khoảng 4 chương trình. 4 chương trình. Rồi chúng ta nói 4 trình này chúng ta sẽ kiểm tra. Chúng ta cái bài tình huống số 5. Chúng ta trả lời cái câu số 8 này. Câu 8 số 5 là của thỏ và gà đó. Thì ở trong sách thì chúng ta cũng có cái phần này để trên bảng chính là cái nội dung giải của cái phần đó đó. Giờ ta bỏ qua đi, ta làm qua cái câu 8 đi. Câu 8 này liên quan đến cái tình huống số 5 ha. Thì tình huống số 5 này nó như thế này. Trong vỏ thì vừa có thỏ rồi vừa có gà. 100 cái cẳng, 43 cái đầu. Hỏi có mấy con gà mấy con thỏ. Bài này mấy em học giải bài toán bằng cách lập phương trình ở trong cái toán học của mình. Được chưa?
bài này cũng khá dài thì đó, để coi nó trong sách. Thì đối với bài toán này thì cái input đầu vào thì nó đã là không có, và output ra là phải là gì, xuất hiện ra được là có phải là bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt không, bao nhiêu con thỏ, bao nhiêu gà, được chưa? Có nghĩa là xuất ra được cái số lượng thỏ và số gà. Rồi giờ mình sẽ chạy cái chương trình, thì ở đây là do là chúng ta không có cái chương trình trên máy nên chúng ta không có chạy chỗ này. Rồi bài bữa nay thì chúng ta chủ yếu là ta nhắc lại thôi, nhắc lại về cái câu lệnh lập với số lần phía trước, cái cú pháp. Rồi chúng ta phải nhớ cho nó kỹ cái cú pháp của cái câu lệnh lập này. Đây là cú pháp của câu lệnh lập với số lần là biết trước. Được chưa? Hãy nhớ cho nó kỹ nha. Để nữa chỗ này cho trắc nghiệm liên quan đến nội dung này cũng khá nhiều. Ví dụ như ta hỏi là cái biến điếm nằm đâu, thì chúng ta phải biết biến điếm là gì, là giá trị đầu, giá trị cuối, rồi câu lệnh nằm đâu, thì chúng ta phải biết. Chúng ta làm cái bằng trắc nghiệm nó mới được nha. Rồi in ra bao nhiêu dấu sao, rồi hoặc là cái dòng lập nó thực hiện như thế nào, thì ta coi lại các cái bài tập, cái bài thực hành ba nãy giờ ta có, ta đã làm. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ giao chúng ta đó là về hoàn thiện lại từ cái câu 1 cho đến câu 6 của cái bài thực hành ba này, nó đang có những cái chỗ trống đó, chúng ta sẽ điền vào cho nó học. Rồi như vậy được chưa? Rồi buổi sau thì tuần sau chúng ta học cũng vào lúc 9:30. Chúng ta tham gia được không? 9:30 của ngày thứ 6 tuần sau nha. Chúng ta cũng vào cái phòng kết nối này. Rồi trên cái bài đó, nó trên cái việc theo chú đi nè, nó đã có cái nội dung đó rồi, ta nghiên cứu trước. Được chưa? Trong đây nó có là nay giờ là học sinh có 5 ngày, chứ là em học một lần thuộc hai lần thuộc là chúng ta đã học rồi đấy. Ngày này ông dạy nội dung lại cho kiến thức lại cho chúng ta. Và trong câu là lập why do là lập với số lần chưa biết trước, thì trên đây cũng đã có dạy rồi luôn, đầy đủ hết. Được chưa? Nhiệm vụ của chúng ta dạy chúng ta coi lại đây. Rồi video hướng dẫn bữa nay thì sẽ gửi lên sao thì chúng ta đã coi được. Nào này chưa có học được ha. Rồi vậy à, mấy bạn bạn nào mà biết bạn mình á nguyên ở khối 8 mà chưa có tham gia học này á, chúng ta nhớ là nhắc cho các bạn tham gia. Mình có thể hướng dẫn các bạn sử dụng, được chưa? Để mấy bạn vào kiểm tra một tiết làm cho được. Chứ để không thôi không ôn trên này là tới kiểm tra tiết vô trong kiểm tra tiết là làm không có được gì cả. Rồi buổi sau sẽ có cái bài tuần sau thì ta sẽ tiến hành là kiểm tra 15 phút.